với mọi người, đây là Tô Nga, chủ đại lý Tô Nga. Tô Nga thì đại lý vừa bán vừa nuôi ao nhà, sản lượng chủ yếu tập trung ở ao nhà. Lần trước là cô đi lên từ chỉ 2 ao đất thôi, bữa nay đến là 50 ao bạc và còn đang mở rộng và phát triển theo. Đây cái vùng cũng còn ở nhà luôn nè, chuẩn bị. Giờ mình xuống địa của anh Tế hay anh Đen cô? Thì nhìn cái con ơi chỗ đen trước hả? Xong rồi không vô vô đen không? Dạ vô xíu. À. Cái khu anh Đen mình sắp đến là hồi trước có mấy địa cô? Hồi trước có hai cái địa. Hai địa hả? Có hai địa xong rồi mua. mua dần à, máy điện này lớn à, máy này bao nhiêu tiền con? 400 mấy chục triệu. Máy này chạy rất được chừng 6-7 hồ là hết đó. Nhiều nữa cái chục cô đi à. Mới đầu hai đìa là bên này hả cô? Đi hai đìa ở ngoài chỗ trại kìa. Xong mình mua cái lô đất đây nữa. Cái này mua hả? Ờ, à, mình mua thêm, mình làm thêm. Dạ. Rồi cái lô ngoài kia mua ăn ngải. Xong cái bắt đầu nới rộng ra luôn. Dạ. Đi tham quan. Tham quan tí anh. Tham quan tí thì xuống dưới. Tháo trang ra nắng sao. Đây có đường chạy ra. Mấy cái này đây bắt rồi. Nó vùng bên này nữa nè. Mới bắt ngày hôm qua. Khu bên này là của mình luôn hả cô? Khu bên đây cũng của mình mới làm hay sao cô? Mới mua mới làm ạ. Ra dọc cái biển luôn hả? Ờ, ra đây ra thẳng cái biển luôn. Đó, cái trại bên kia cũng là địa nhà đó quá. Cái vùng ở ngãi á là điều đó. Đang tính nó chỉ coi. Mới phát điện hết. Dạ. Ô này chắc cũng nhiều ngày rồi có thật. Mới đi chưa được nữa. đi cho mệt xong rồi tí xuống như kia là nghỉ mát. Đây là làm bờ tắm này. Khu đây hồi mua có 170 triệu nè. À cả khu luôn hả cô? Ừ. Hồi trước rồi. Là nó sâu xuống chứ. Rồi sâu rồi mình đổ cát lên. Dạ. Đó, khu đây nữa nè. 6 ao. Đó, khu đây nè. Đó.
đó. À, mới thu. Bây giờ nó có cái máy chà, chà nó nhanh lắm rồi. Có máy chà, vừa rồi nói máy chà mấy đứa nó sợ chà máy chà làm rất sợ rách bạc, nó rách đường chỉ. Ở đây nó chín ô này. Không bình máy điện đẹp. Không ngoài này nè. Không ngoài hả? Ngoài 2 4 6 cái. Chuẩn bị làm nữa. Ngoài kia anh đang tính làm còn thêm. Kia thêm mấy cái nữa kìa. Đang làm. Thêm 2 cái nữa. Làm xong là mình được nhiêu đi anh? Gần gần 20. Vườn đen không 20 á. Anh có 14 đó. Đó, khu đây khu du lịch thấy chưa? Chưa sinh thái thấy chưa? Cái cây bông trang này là 40 năm rồi á. Này. Dạ. À, cái ô đây nè vừa đó bắt 16 tấn nè. 16 tấn tôm nè. 16 tấn tôm nè. Ghê sâu á, hồ thì sâu. Hả? Đó, vừa rồi bắt 16 tấn tôm. Đó, dùng đi á. Giờ tay hết cô. Giờ tay hết. Ở đây là 16 tấn hả? Ừ. Công nghiệp đây công nghiệp chè theo tía. Chè tía này cho tính ngày nè. Không. Ở đây trung mình ở đây mình cái có mấy hộ chè khoảng 3 triệu, 3 triệu rưỡi. Thì công á. Công. Chè hết luôn hả? Đông chứ bộ. Chè luôn súng nhau luôn chè. Mua máy tính ra mua máy mà máy xịt sợ nó hư bạc nhiều. Máy chà hai con máy xịt chứ máy xịt mình phơi khô xong mình xịt đó. Không bây giờ nó có cái máy nó chà nó có cái như cái bằng như cái này luôn này như cái bằng chạy bằng cước luôn á. Uh-huh. Nó đẩy tới đâu sạch tới đó. Không chứ mang bàn tay ra bộ này cỏ chè nó đó mình lời nhiều cho anh em công ở đây họ làm họ kiếm thêm ít đồng nha. Chứ giờ mình cái gì cũng hiện đại hết cho mấy dân ở đây nó không có làm gì nó kiếm thêm đồng. Yeah. Họ khổ. Yeah. Làm kiếm thêm đồng. Yeah. Yeah. Thì cũng tạo công ăn việc làm đó. Tạo công ăn việc làm. Yeah. cho dân địa phương. Đúng rồi. Mua máy thì tính ra nó cũng lợi cho nên cỡ người ta làm. Ở đây giờ mấy hồ còn tôm. Đẩy cái. Đẩy cái con à. Ừ. Ở đây còn mấy hồ còn tôm. Đi 9 ô. 9 ô còn tôm. Ừ. Mà cô nói là hồi cái vùng đây là cô mua cô à trước khi cô đi Mỹ á. Yeah. Cô trước khi cô đi Mỹ chuẩn bị đi Mỹ qua nửa tháng là cô quyết định cô mua cái vùng đây 230 triệu. Yeah. Kỳ này sao ra cho Nam Mỹ cũng phát triển á. Quá tốt. Đúng điều. Nhưng mà hy vọng là cái trại mới của anh Quảng Nam này nó thành thành thì có nghĩa là công suất nó có công dụng giống như về chưa trái với cục thấy không? Đi do bữa bão á nó nghiêng nghiêng á, thật chứ hồi kia nó thẳng hết á. Cầm thùng xốp đó. Cầm thùng xốp. Còn nổ xì không? Ở đây mới lên nước chuẩn bị thả. Cái này nó thả.
cái này là kỹ thuật cái đồ nó hết gì đó hả cô? À, tí hết hay gì vậy? Tưởng anh quản lý ờ, kỹ thuật đó luôn, xẻ nước, lấy nước, xử lý cái gì 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 gì, kiểm tra tảo đồ luôn. Cũng là tí được, cô đâu có đầu tư gì nữa hả cô? Đâu đầu tư gì nữa đâu, anh tự hết đâu, cái đây cô cũng một nửa đó, nữa gì sao kỳ vậy? Cô nữa, tại hồi kia cô mua rồi cô bỏ cái hết. Dạ. Rồi cô giờ thì hiện giờ sổ đỏ thì cô cũng xem cho nó rồi nhưng mà cũng vẫn chưa nữa. Dạ. Như cái tiền nữa. À, đầu tư hết. Là cô luôn. Thức ăn, khi ăn uống đồ chi hết. Không mình tính nó kỹ lắm. Ừ, khó tính rồi. Ừ, nó kỹ càng lắm. Anh hai rồi. Ừ. Cái chài à? Cái chài bằng một cái nia thôi. À, cái chài quăng cái tay thì nó hay giữa gió thôi, không ít đi chợ. Giữa nhé hả? Nhé thôi. Nhé giờ giữa nó mới ăn giữa rồi. Không có còn. Mới giữa nhé rồi, giờ nó ra hết rồi. Đây coi, lại coi nhà. À, cái chài càng xíu nia. Rồi. Để vậy vô vũ vũ ra. Con nó dính đó. Nó chài bị rách rồi nha. Dính con hả con? Chài nhiều anh. Đấy hả? 4 máu con. Cái này nhiều lắm. Đổ đổ bức xuống. Thôi ơi, đỡ luộc luôn chứ gì đâu. Cái này chuẩn bị bơm đất vô nuôi tiếp làm một cái địa bàn nữa. Hả? Bơm đất có nhiều tiền dữ à? Cũng đâu có nhiêu đâu. Chuẩn bị bơm vô. Cô hồi kia múc lên cho nó cao á. Ô đi dày hơn à. Ô đi dày hơn nè. Đó. Ô đi dày hơn nè. Ô đó thưa, ô đó chiếc rồi, ô đi dày hơn á. Trời to rồi. Long An thì biết Long An hả? Tôm đây có bè mấy mà? Tôm đây bè mấy con ạ? Bè mấy à? Giá giờ lập tiền bộ nè. Tôi nói hạt bè á. Chưa anh ấy hàng B á, giờ anh Duy theo phía nè. Đúng anh Duy, con đây hàng B à. Rồi không? Rồi, bỏ ăn nữa. Bỏ nữa, còn luộc. Rồi đem vô luộc, bưng vô thành, bưng vô luộc. Kiên thử. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con thu được nhiều con chưa, chưa con lại căn thử coi. Căn thử chưa? Tấn 750 quá là mới là còn 4 ô nữa. Còn ô trung bình mười mấy tấn nữa. Ô nào ít là 12 tấn. Đã chiếc rồi, đã chiếc ít rồi. Trung bình bây giờ hiện còn cũng khoảng 10 tấn hơn, 12 tấn trở lên. Tổng là vụ này vụ đầu tiên của năm hả? Vụ đầu này tiên á, nó thẻ trở nè. Anh đi anh thẻ trước, anh lường trước lần trước rồi. Ở khu này cho thấy là mình thay nước nhiều, xử lý nước ít mà chú ý tập trung cho ăn. Thay nước liên tục, ngày nào cũng bơm thay. Nãy mình nói dùng vệ sinh này, ở đây này lên dùng vệ sinh này là dùng tay chưa? Chú ý là nhất tay sẻ. Nhưng mà tỷ lệ thay xả là bao nhiêu phần trăm trong ngày? Như là xét xong sẽ như là sẽ bơm, sẽ bơm rồi. Cứ liên tục vậy đó. Đừng nào hết nước nữa. Cứ bơm trên bơm vô sẻ vậy. À, liên tục. Có diệt khuẩn định kỳ không? À, có chứ. Cứ tuần xử lý iodine rồi quay lại trong vòng 5 ngày sau là xử lý vi sinh. Cũng theo chu kỳ ạ. Nhưng mà mình cũng vẫn đánh đậm hơn xíu. Vừa đánh vừa thay xẻ luôn. Thành thử vừa đánh nó đậm hơn xíu rồi mình cứ thay xẻ, trên bơm dưới xẻ vậy. Yeah. Quen. Hiện nay mình là thay xả là liên tục luôn. Chủ yếu thay xẻ tại mình nuôi cái lượng tôm dày. Tôm dày. Cho nuôi mà nuôi thiếu kiếm như bên kia là chịu không nổi đâu. Do ăn một ô mà cả tẹ tẹ hai không mà nuôi nó khép kín làm sao chịu nổi. Ra bằng tay hết luôn đó con. Hả? Ra bằng tay. Bằng tay à. Cho mình mướn công để làm gì? Nếu mà có vụ nào mình thử chuyển qua trang máy thì đỡ hơn không? Trang máy nào chứ? Trang máy. Chưa quen. Nhà quen, không? Quen. Có mua máy kia mà nó cũng thèm xài kìa. Mình ăn cơm nhà mình biết con mình nó cháy đây tác dụng sao chứ. Ủa gì mà nhanh vậy? Ừ. Nó sôi lên rồi. Nè. Đi. Còn rồi lấy cái vỏ, lấy cái gì bỏ vỏ cho. Rồi lấy cái gì để cái dĩa của mình bỏ vỏ. Mình nó là mình đánh giá là ra giá cho mình luôn. Được giá thì mình không. Rồi đưa tiếp. Nó coi theo xài. Cầm leo là chỉ là lấy bờ con. Là 67 về lên 50 rồi. Còn để con 67 hả? Đấy hả? À, xe đấy hồ đây là 39. Con ô đây? Hồ đây nhỏ trong. Vô nó con nhỏ hả? Là tốt, năm nay năm Mỹ thấy nó cũng tốt. Còn các khách hàng khác của mình thì sao? Các khách hàng hầu như 99% là năm nay đạt hết. Cứ như là cứ ngàn tấn thức ăn là sẽ là được ngàn tấn tôm đấy. Thôi ta tính chiếc tố thì 800 tấn đi. Chứ họ nói đúng ăn hàng toàn quay á. Thức ăn toàn quay với khách nuôi năm nay thật sự cường độ cũng thấp. 0.9 với trầu 1 chấm không à. Chứ không có, nó không có cao. Cô làm một thức ăn thôi. Hai, Uber cũng được mấy trăm tấn. Thank you.
người tới mua. Họ chở về nhà máy họ chưa biết. Họ có nhà máy ở đây hả cô? Họ có máy, nhà máy ở Tuy Hòa. Giá là tận gốc luôn. Nói cô đi coi còn đi hỏi đi. Về mỗi lần ra mà cô chỉ gì cô cho phép phòng bắt. Cái này hả? Mấy anh đây là thu mua tôm nè. À rồi. Mai nó còn lại hả? Này họ đánh mẫu mấy lần thôi? Một lần cho má. Một lần không biết. Uống nữa rồi. Nhiều quá con. Nhiều lắm. Tôi chạy ở nhà bỏ trong đó uống rồi hết. Ờ. Thấy muốn đó. Còn mình á là phải đổ cát lên, nâng lên cho khỏi mực nước thủy triều nó khỏi dâng lên, là nó không cái nước nó lên nó phình cho bạn. Đường khói 40 rồi. Đó. Thành thử chi phí một cái đìa thì trung bình làm cả tỷ bạc là do nó cao hơn đó. Sao làm nổi? Thì có 40.000 đi tính luôn. Ở trong miền Tây họ làm ở dưới nó có cái ống. Bơm do mực nước nước ở dưới đó nó không ra đất á, nó sình á. Nó làm đó còn mình vừa có mình vừa ở trong đó đất nó mềm á con. Mình đổ không được. Nó chìm nó sình á. Bơm cát thành thử mùa nam á ở mình luôn vẫn được là do như là cái đìa nó âm ở dưới á, nó âm như cái đáy nó cũng cao nhưng mà mực nước như là nó so với cái đi nước thủy triều á cái nó thấy vẫn trong cái vùng ẩm thấp. Cái yếu tố nào anh quan tâm nhất trong cái sản phẩm trộn ăn anh thấy trộn á? Dạ anh chú tâm phần nào nhất? Canh phê te đó là địa tiết ăn canh phê te nhiều nhất á. Canh phê te tăng trọng, tăng trọng. Canh phê te ruột gan là anh có cấp hết rồi. Khoáng đánh nước thì anh tập trung vô khoáng gan. Con tè món đánh nước là coi như là cứ ngày đánh ngày nghỉ, ngày đánh ngày nghỉ à. Dạ. Anh kim thêm nữa. Mình trộn một chai, mình trộn bao nhiêu cái ăn à? Ô liệu liệu quá chứ. Cái trong trường hợp mùa nắng nhiều này, cái kiểm soát tảo của anh thì anh kiểm soát sao? Trong trường hợp tảo nhiều dày quá. Tảo đây thì bơm xẻ thôi chứ. Không sợ tảo. Và màu nước thấy cũng đậm. Bơm xẻ màu nước cũng đậm. Ngày nào cũng xẻ. Do tôm nó dày. Tôm nó dày. Mấy tấn rồi. Anh có dùng mặt đi đường không? Không có mặt đi đường. Hồi giờ ở nhà không có bây giờ xài mặt đi đường. Môi trường thì mình đo ngày nào cũng đo hay là? À, từng ngày cũng đo. Giờ quen mắt rồi. Mình đo bằng mắt. Đo bằng mắt. Bằng mắt. Không, nói vậy nhưng mà giống như cái kinh nghiệm mình nhìn nào. Anh thấy có nghĩ là anh thấy lắp thêm cái hệ thống oxy đáy nữa thì nó sẽ. Ồ, gỡ lên hết rồi. Gỡ lên hết rồi. Dây. Quăng gỡ. Quăng nắp đóng kìa. Oxy đáy á. Tại sao? Ờ. Nó em làm kìa. Đó, con đen nó nuôi trên đó, nó cũng làm oxy theo kiểu đó. Nhưng nuôi cũng không. Còn. Sao đi sao lại nuôi ô tròn đóng sắt lên á. Trên keo á. Tính ra nó cũng hỏng. Nó cũng chậm lớn hơn là nuôi lo trời tự nhiên này quá hà. Mình cái tôm đó nó nuôi bỏng nhưng mà nuôi mà không ngồi hồn giỏ hồn nó đập do cái cũng cái để làm đâu mà sao thấy nó cũng không được. Cái chạy oxy là cái giỏ nó nổi nhiều hơn bỏng lắm giỏ nó lột là nổi à. Lột nhiều quá. Ở đây là không thấy cái gió đó. Chứ không là mỏng lắm. Đó nó lột lên là cái đầu cái nổi vỏ lên. Nó nổi vỏ. Giật 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 nó là. Người kia cũng làm mà cũng gỡ ra hết à. Do là nó nổi mấy cái động cơ là nhiều quá. Nó nổi lên nó dễ như mà
nhờ con bơm đây là nó lột ra nó ăn vỏ. Nó ăn vỏ, đỡ cho nó ăn vỏ chứ. Ăn vỏ có cái xi lại chứ. Để xi phong còn cái mèo không chứ là ờ, mình tận dụng cái vỏ đó để cho nó ăn lại chứ, nó có cái xi á. Vậy xi phong ra là còn ít lắm. Còn cái đầu không à, cái mèo không à. Cái mèo nó cứng á, nó ăn được. Như vậy không, cái mèo đó. Như cái mèo đi. Đó, còn cái mèo đây. Còn cái mèo đây à, mèo dưới này đó. Chứ còn cái lèn chạy tiêu nó làm chạy theo đưa vỏ tôm lên hết nè không coi, đỡ cho tôm nó ăn, cho đói nó ăn cái vỏ tôm. Bỏ tôm theo mệt mỏi, theo nó mua hình này mua hình nọ, thay đổi liên tục. Ví dụ trong phòng bệnh thì anh dùng cái nào để phòng bệnh? Phòng bệnh ví dụ anh vừa bệnh đường ruột, vừa chết sớm gì đó. Ở tí là nó xài CV54 nhiều. CV54 của hàng Anova. CV54. Chết người rồi. Cô có cái clip mà hiện nay ở miền Tây nó ăn, người ta đi mua tôm mà ăn cắp ăn trộm tôm chưa? Trời ơi, người ta giờ đang trộm tôm mà chóng mặt. Cuối cùng nó có một cái camera bí mật á, quay được cái cách người ta ăn trộm. Tại vì người ta lấy mà không biết cách nào người ta lấy. Có nghĩa là anh phía trước đó là anh kéo lưới anh thu. Có cái thùng đá này thì anh thu là anh bỏ vô thùng đá, tới người phía sau của họ là hốt ra rồi chở ra xe đúng không? Thì cái đoạn mà anh này kéo thì có cái anh dưới này, anh lồng cái vỏ dưới kéo sắp bờ. Đìa xe. Đi xa, không tới gần nhà. Đây để có một cửa ra. Không, người ta vẫn đi ra bình thường nhưng mà người ta không biết cân thì cũng đủ mà sao mắc tôm. Wow, máy này nó xuân sao. Quay được. Trời ơi, nhiều người lên tức tối tại vì tôm. Hồi kia cô á, cân tôm hồi địa đất á, mà nó có chiêu vậy, kéo lên đầu cân á, kéo cái ghế nó chia mình, nó đứa nói chuyện, đứa chán ráng chứ. Đang nói chuyện cho mình. Nó đứng nó chia trước mặt mình. Mình ấy cái đứa nó mới kéo qua bên nó ăn xong. Giá nó thu mua là cao hơn giá thị trường. Ừ. Nhưng mà ăn trộm hai vỏ là đủ rồi. Mấy cửa ăn? Ăn 4 cửa à. Trời ơi, nhiều người cho ăn 5-6 cửa, nhưng chẳng 4 cửa à. Đỡ nó đó. Nó đói rồi nó ăn chứ nôn nóng gì, cứ ngày nào cũng cho ăn liên tục cắn nhau giờ là ăn xong rồi. Trời, để nó đói rồi cái ăn chứ. Giai đoạn này người ta muốn cho ăn nhiều để cho nó lớn. Giai đoạn này ăn nhiều lắm, cái ruột thẳng ăn vô như ỉa ra ăn nhiều à. Vì cái tụ men tiêu hóa ăn nhiều này ỉa nhiều. Buổi sáng mình có trộn ăn nhiều hơn để cho nó đói, nó ăn ra nó ăn rong ăn tẹo. Thì nó đúng là có hồi kia là ở nhà nuôi cả hai cái địa đất à. Từ ngày địa bạc á, rồi bắt đầu mua rồi làm khuất trương ra. Nhờ cái năm đầu tiên á nuôi có bốn cái địa bạc à. Lời đâu 400-500 triệu vậy á. Qua cái năm vụ thứ hai đó, mở rộng ra tới 7 cái. Đợt đó lời mười mấy tỷ á, năm đó là mười mấy tỷ, 17-18 tỷ. Từ đó cái mình có lời á, mình tích lũy, mình lấy cái lời đây, mình đi mua đất và mình làm khuất trương lần đó. Và bây giờ hiện giờ 40 mấy cái đìa. Hồi đó là cô có thể được 4 tỷ rồi đó. Đúng rồi, hồi đó là hồi đó mới có 2 cái đìa thì mình có cái thẻ đi Mỹ, qua bên Mỹ thẻ xanh. Nhưng mà thấy ra qua bên Mỹ làm ăn chắc lẽ là mình làm lại từ đầu. Mình không có thể làm khởi nghiệp, không có thể thành công bằng ở Việt Nam. Mình quyết định quay về Việt Nam và bắt đầu làm địa bạc. Làm địa bạc năm đầu tiên mình lời 18 tỷ. Đó. Qua năm sau là do cái giá tôm nó hạ. Thành thử là nó có lời nhưng mà khoảng một nửa đó. Và nó như năm nay, mặc dù tình hình tôm nó hạ nhưng mà cũng lời cũng gần 10 tỷ đó. Đó là đầu năm nay á, đầu năm nửa năm nay à. Nó đúng là
ơn trời cũng ngó nghĩ tới mình. Không những mình làm là thành công, nhưng mà điều con cái là cũng nói đúng, mình cũng không nói cũng ơn rồi ông trời, ông ngó nghĩ tới mình. Chứ nếu không á thì nhiều người họ ai lại không muốn lời, nhưng mà họ nuôi nhiều khi cũng trở ngại chất định về thời tiết đó. Mình nói đúng, thời tiết năm nay cũng thành thuận lợi, mặc dù năm nay năm nhuần đó nha. Mấy năm năm nhuần là không thành công, nhưng nay năm nhuần lại thành công. Nói đúng là cũng cảm ơn bên công ty Thần Vương đã đưa những cái mặt hàng tốt để mình xử lý, kết quả tốt, thành công hơn. Cảm ơn cô rất là nhiều. Lúc nào cũng được ủng hộ Thần Vương. Cô vừa nói là anh Tý là 9 ô là mình thu được nhiêu tấn rồi cô? Nhiều quá chứ. Đỡ cộng biểu nó cộng sổ hả? Lấy sổ ra công ty giờ 9 ô thu được mấy ô bao nhiêu tấn rồi? À, lật sổ ra con. Báo cáo số thật luôn á. Tí con đen năm nay giỏi quá. Một ô trung bình 14, 15, 16 tấn. À, ô 2 ngàn á. Một ô ngàn mấy chứ có, 1.600, 1.700, có một ô 2 ngàn thôi. Còn nhiêu là 1.600, 1.700 không à. Anh Tý mới thu tôm cách đây khoảng 10 ngày á. Ô đó 1.200, thu 11 tấn. Ô siêu đẳng dữ nè. Người ta là 2 ngàn. Bắt đầu là 3.500, bắt sau là 7.000. Đưa quyển sổ tới cô coi coi. Nhưng mà ăn cái canh thịt ta khi tôm 20 ngày chạy ăn. Xong rồi bắt đầu tôm một tháng mấy, bắt đầu mình chạy ăn dặm lại nữa. Và thường xuyên ăn cách nhau, như camete chạy ăn xong rồi nghỉ. Tuần 10 ngày chạy đi ăn lại. Ăn công nhận á, nó vượt trội á. Vừa rồi cái đìa của ông Tuấn Đẹp, như là ông kiệt quệ rồi. Ông nói tôm không lớn. Ông lên đây ông nói thôi bây giờ tôi chịu thua rồi á. Cái mẹ tôm này tôi chịu, vừa bị phân trắng nè, vừa bị không chậm lớn nữa nè. Rồi đưa lên bắt đầu chai ăn cam thịt te. Bữa nay trời ơi vượt trội, ông mừng. Nay tôm nó xuống 120 con, 101 con rồi. Hôm qua là 115 rồi. À, là vượt qua cái là cái phần vừa lớn rồi. Đúng rồi. Như mới bắt 5 ô con, 5 ô còn 4 ô nữa. Tôm này size lớn chưa con? Size 38 con, 50 con, 40 con. Hiện giờ là 40-42 con là rất nhiều. Mật độ ở đây cũng phải 300 con rồi con. Mật độ hả? 300 là biết là 300 sao ít dữ hả? Một ô là thẻ khoảng 70 vạn mà thêm 30% nữa. Là 721 nữa là 90 vạn. Một ô 89 là gần 500 con. Mật độ rất cao, 400-500 con. Thường xíu nó béo kéo cái số lượng à. Số lượng thật ra luôn á. Đây là bỏ xa ăn xin rồi cô. À, số tấn hiện giờ là bắt như là bắt 5 ô. 5 ô mà là 81 tấn. 715 kg. Bắt trung bình là tôm 134.000, 128.000, để 428.000 không à? Dạ, ở đây có theo dõi kỹ từng ngày lượng tôm bao nhiêu, giá bao nhiêu. Có một ô 87.400, còn ngoài ra là 134.000, 132.000 ký hết nè. Giá 130 thôi cô ha. Mình bán trung bình là 130. Đó là 5 ô á, 5 ô còn 4 ô, hiện giờ size cũng 4 mấy 5 mấy hết. Chuẩn bị bắt tâm lòng á. Chúc mừng cô. Rồi, cảm ơn công ty. Phương. Phương. Phải chạy một ô nhiêu? 16 tấn luôn. À. 84 tấn. 84 tấn, 750 kg. 5 ao. 16 tấn. Giữ. 3 ao có ngàn mấy à? 6 à. 6 à. Người ta 2 ngày chưa được 10 tấn. Gì vậy? Tỉa mấy lần cô ạ? Này,
các khi có ô tiếng lần hả hả có ô lì tía hai lần trung trung bình là tiếng một ô khoảng 3 tấn có ô tới tía 5 tấn khoảng 80 con ở tiếng là 80 con 60 con tiếng con tiếng 80 con là nó khoảng bao nhiêu ngày là xuống rồi bữa trước là tôm 80 60 mấy con là tôm 2 tháng à 65 con là tôm 2 tháng à tôm mau lớn nhiều bị giống tốt nữa. Thu sai cuối cùng là nhiêu con? Thu sai cuối cùng là 38 con, 39 con. Miền Trung là ít lắm. Nói đúng quá, ở miền Tây thì được, chứ còn miền Trung á, miền Tây nó nuôi thưa. Còn ở miền Trung mình là mình nuôi dày, thành thử mặc đồ nó dày, thành thử tôm nó không có sai lớn được. Nhưng mà năm nay do thời tiết nó còn tốt, hiệu quả. Ở đây mình nuôi nước cao. Nước không cao. Tại mặc độ dày phải nước cao, nước không vừa mình vừa siêu hông được tới đây. Như địa nhà mình là hiện tại nhiêu ao cô? Nhiều dưới tới 9 ao, nên 9 ao là 18 ao, dưới kia mà 2 là 12 chục, dưới phương 6 là 24, rồi dưới điền hoàng nữa, điền hoàng kia dưới kia 4, dưới kia 6, 8 ao nữa, rồi dưỡng thông 2 ao nữa. Phương hay quá là khổ là... Phương 2 ô. Là 900 triệu. Hai ô bắt rồi à, 900 triệu. Ở đây là người nhà của mình không? Nói đúng rồi, cái năm đầu tiên á nha. Cái năm mà mới ra làm bạc á. Một ô giá tôm nó cao 130 ngàn một cái 100 con á. Cái năm đó rồi một ô họ thẻ xuống 20 ngày là thấy tôm là cá lời rồi. Là vừa vốn lời rồi. Rồi bắt đầu mình nuôi á hả, chừng trung bình mình bắt một ô tôm hả, bình thường thôi, không có sản lượng cao như bây giờ đâu, mà lời 1 tỷ với 1 tỷ rưỡi không à. Hồi đó công nhận hồi đó giá cao nuôi sướng luôn, nuôi tôi nói chết tuyệt vời, đã cần chi đi Mỹ đi Tây. Ở đây là quản lý là người nhà mình không cô hả? Quản lý là người nhà mình không, chứ mình không có như lính làm, nhưng mà mình chỉ huy. Mình chỉ huy kỹ thuật ở nhà mình không à, chứ không có mướn người ngoài. Cô cái bộ người rất automotive so với cái thế hệ mà men trước thì tôi thấy nó... Thì nó tốt quá, nông ta đường ruột mà nó ăn đường ruột phân tốt. Tôi ăn mấy ngày là mình thấy rồi. Ăn cái tượng phải 3-4 ngày vậy. Hay ghê không? Biết chính xác rồi. Không phải là cô ngồi trên đây chứ cô nắm tình hình hết. Bởi vì đi ở nhà nên là lấy hàng gì là cô đưa xuống, rồi 2 ngày sau hoặc là 1 ngày sau là báo cáo công ty lại là tình hình tôm nó ăn như thế nào, tình hình như thế nào. Mình cũng theo dõi báo cáo chi tiết rõ ràng.